Như em Dương đang nhìn đồng hồ thì bây giờ đang là 6:30 tối ngày 13/4/2023. Hôm nay em Dương sẽ quay cho các bác hình ảnh thực tế của quảng trường Kinh Đô Ánh Sáng, dự án Vinomotion Park The Empire, để chuẩn bị đón một cái sự kiện vô cùng lớn và vô cùng ý nghĩa tại quảng trường vào ngày 30/4 tới đây, cũng như là chính thức đánh dấu một năm ngày tập đoàn Vinhome mở bán dự án của chúng ta. Trước mặt chúng ta đây là tượng thần ánh sáng với chiều cao 50m, mặt nhìn hướng Tây Bắc, nhìn vào thủ đô thân yêu của chúng ta. Đây là đại lộ phố đi bộ của những dãy Kinh Đô 56 các bác ạ. Những căn biệt thự song lập, đơn lập, vừa ở vừa kinh doanh. Hiện tại chủ đầu tư đã test loa từ ngày hôm kia rồi các bác ạ. Ánh đèn lên vô cùng là lung linh. Vườn hồng của chúng ta này các bác này. Quảng trường Kinh Đô Ánh Sáng của chúng ta có quy mô lên tới là 3,2 hecta các bác ạ. Trong một đại đô thị rộng tới 426 hecta. Em thấy cảnh quan thì ngày càng hoàn thiện hơn và các tiện ích đã bắt đầu hình thành nên rất là nhiều. Đây là những cái sọt rác vô cùng là điệu đà đấy các bác ạ. Hoa bắt đầu nở rồi. Mưa phùn này thì cây cối, hoa lá cành sẽ nở rộ hơn rất là nhiều các bác ạ. Các bác ủng hộ em Dương bằng cách like và chia sẻ video giúp em các bác nhé. Để những quý khách hàng hoặc là những quý cư dân đang ở xa, không có điều kiện về dự án thường xuyên, thì có thể nhờ những cái video hình ảnh của em cập nhật những cái tiến độ và những cái cảnh vô cùng là đẹp, lãng mạn, hào hoa dành tặng cho quý khách hàng cũng như quý cư dân. Đèn LED đã lên rồi các bác ạ. Đây là những con ong chăm chỉ của dự án, những người lao động vô cùng là thầm lặng đã góp công sức nhỏ bé của mình để xây dựng nên những cái kỳ quan của Vinhome dành tặng cho cư dân cũng như là du khách. Những con ong chăm chỉ của chúng ta âm thầm lặng lẽ kiến tạo lên, và khi dự án của chúng ta hình thành xong thì các bác lại đi để xây dựng những tổ ấm mới. Rất là thầm cảm ơn các bác. Cảm ơn các bác rất nhiều. Còn những cái điểm như thế này này các bác này. Đây là những cái điểm mà lên xuống khi mà dưới đất này của chúng ta này là hầm gửi xe ô tô các bác ạ. Đấy, hầm gửi xe của chúng ta cũng quy mô khoảng hơn 3 hecta. Tha hồ gửi xe ô tô, và khi mà chúng ta gửi xe xong thì chúng ta có thể là lên bằng những lối lên đi bộ như này. Em có thể xuống để cho các bác xem. Em cũng có làm một cái video về hầm gửi xe ô tô. Đấy, các bác có thể là xem lại cái bài video đấy của em trên kênh YouTube. Đó, đây. Đây là hầm gửi xe của chúng ta này các bác này. Đây là những căn và shop house hay là biệt thự kinh doanh ở Kinh Đô Ánh Sáng thì không phải lo vấn đề về gửi xe ô tô các bác nhé.
Và hầm này của chúng ta sẽ có 3 lối lên tất cả bằng xe ô tô các bác ạ. Thì các bác có thể là xem lại cái video của em về hầm của xe ô tô các bác nhé, để chúng ta cảm nhận thực tế. Và các bác có nhu cầu mà muốn mua những căn kinh đô ánh sáng, biệt thự song lập của dãy kinh đô đó thì mới trực tiếp với chủ đầu tư, hoặc là liền kề shop house của kinh đô với mức giá từ 15 tỷ, các bác có thể là liên hệ với em Dương, chuyên làm cho thuê và chuyển nhượng bất động sản vào video. Rất hân hạnh được phục vụ khách hàng và cũng rất là mong muốn là sẽ được các bác ủng hộ. Đây là dãy kinh đô 7 này các bác này. Khi mà về đây kinh doanh và cư dân rồi du khách thập phương đến đây ăn uống rồi nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thì em nghĩ ở đây sẽ là một tụ điểm ăn chơi vô cùng là hấp dẫn và đẳng cấp. Các nước ở Đông Nam Á chưa chắc đã có những cái địa điểm check-in đẹp như của chúng ta đâu các bác ạ. Chẳng qua là chúng ta quy hoạch và làm du lịch chưa bài bản bằng các nước bạn thôi. Còn nếu mà chúng ta làm quy hoạch bài bản bằng các nước bạn, em nghĩ thì chắc là du khách sẽ đến với chúng ta rất là đông. Rất là đẹp đúng không bác? Ngỡ như là ở Pháp vậy. Các bác đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 này mà không có dự định đi du lịch thì có thể đến với Ocean Park của chúng ta để vui chơi giải trí các bác nhé. Các bác có thể là kết bạn Zalo và tương tác với em Dương trên Zalo. Em Dương sẽ rất là nhiều những cái dòng sự kiện và những nhiều thông tin bổ ích trên Zalo về bất động sản Vinhome. Các bác nhìn thấy những bác thợ rất là tỉ mỉ đúng không ạ? Xét từng cái mạch một. Và ở Vinhome thì em thấy là cái mức độ sạch và an ninh thì đẳng cấp nhất rồi. Và cư dân, khách hàng như là được tôn trọng rất là nhiều so với các chủ đầu tư khác. Và cuối cùng chúc mừng các bác đã sở hữu được những căn biệt thự liền kề tại dự án Vinhome Ocean Park The Empire. Các bác đang sở hữu một sản phẩm vô cùng đẳng cấp của chủ đầu tư Vinhome dành tặng cho quý khách hàng. Ở trước mặt chúng ta đây là đại lộ San Ho, 51m đấy các bác ạ. Và một lối xuống ô tô là đây này các bác này. Đấy, ở mặt đường đại lộ San Ho. Và một lối nối xuống nữa ở cái dãy của kinh đô đây các bác này. Đấy. Và một lối xuống nữa ở mặt đằng sau. Tổng là có 3 lối lên xuống bằng con xe ô tô các bác ạ. Em Dương vào đây rất là nhiều lần và vào đây gần như là thường xuyên liên tục. Thì bao giờ em cũng sẽ có một cảm xúc là rất là tuyệt vời và ấn tượng các bác ạ. Cái cảnh đẹp của Vinhome. Vào đây cảm xúc nó rất là khác. Yeah.
Vào đây nghe nhạc mà về chỉ muốn hát karaoke thôi mà không được đi hát karaoke các bạn ạ. Và cuối cùng em Dương kính chúc quý khách hàng một buổi tối tràn ngập hạnh phúc bên gia đình và người thân yêu. Và em Dương xin hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo. Em Dương xin chào.